Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Trong video bài học tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một số những cái gạch đầu dòng để các anh chị có thể xây dựng một cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Trong cái mảng mà bán hàng mà theo cái hình thức là phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến như thế này, thì có lẽ là một cái nội dung mà xây dựng mối quan hệ với người khác là một nội dung tôi cho rằng là cũng rất là cần thiết và thú vị. Thế thì làm thế nào để xây dựng được một mối quan hệ với người khác, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta cần phải định nghĩa là thế nào là một người khác. Tóm lại là chúng ta không thể tự quan hệ với một mình chúng ta. Chúng ta phải quan hệ với người khác, đúng không? Là không là cái người thứ hai, thứ ba trong cái xã hội này. Rất là đơn giản, tôi nghĩ là chúng ta không cần phải đưa ra định nghĩa. Thế nhưng mà chúng ta phải chia ra các cái nhóm đối tượng. Ví dụ như là nội bộ, đồng nghiệp, rồi thì nhân viên trong công ty, rồi thì sếp, khách hàng, rồi thì những cái người gọi là bạn hoặc là những người khách hàng tiềm năng ở trên mạng xã hội như là Facebook, như là Zalo hay Instagram, đều những người đó cũng có thể trở thành khách hàng của mình, đúng không? Thế thì làm thế nào để xây dựng và phát triển được mối quan hệ tốt đẹp ở trên mạng nói chung và trong cái mối quan hệ kinh doanh nói riêng, thì ở đây chúng ta sẽ cần phải lưu ý, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn là ở trong tình trạng là rất là hòa đồng, thân thiện. Ai kết bạn với chúng ta cũng ok, chúng ta cũng xem xét, đúng không ạ? Chúng ta cũng trò chuyện. Ai muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng suy nghĩ về điều đó. Rồi thì chúng ta có thể là sẵn sàng chào hỏi và chào đón họ, đúng không ạ? Luôn luôn là hòa nhã, thân thiện, khiêm tốn, kiểu như thế. Thái độ là tích cực để người ta muốn đến với mình, đúng không? Tinh thần làm việc thì rất là hăng say và luôn luôn là gì ạ? Hỗ trợ người khác, luôn luôn sẵn sàng dành thời gian cho người khác. Đấy, ví dụ như vậy, tôn trọng người ta, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng đồng nghiệp và những người xung quanh, nên thể hiện cái cá tính của mình nhưng mà dựa trên cái sự tôn trọng về sự khác biệt. Đấy, tìm hiểu về những người bạn và những khách hàng mục tiêu của mình đang mong muốn xây dựng mối quan hệ với họ, đúng không ạ? Không nên tỏ ra là lạnh nhạt, xa lánh, giữ khoảng cách với mọi người, với đồng nghiệp, với bạn bè và những người trên mạng. Đấy, dù thân thiết đến mấy cũng cần phải chú ý đến lời nói, thái độ, cử chỉ, đặc biệt là đối với đồng nghiệp và những người ở cơ quan hay là đối với những người khác giới. Đó, thế thì cái chất liệu, giọng điệu, mọi thứ thì chúng ta cũng phải chú ý để mà trong quá trình trò chuyện, trong quá trình tương tác để chúng ta tạo dựng được cái mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp với mọi người nói chung ở trên mạng cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cũng không nên tham gia vào cái quá trình bàn tán buôn bán chuyện rồi thì buôn dưa lê bán dưa cà. Đấy. Thế thì chúng ta cũng cần phải có cái việc là xây dựng cái ý thức tuân thủ đối với cấp trên, đối với lãnh đạo, vân vân. Chúng ta cũng cần phải xây dựng cái mối quan hệ với cấp dưới. Thế thì cái việc duy trì mối quan hệ như này nó rất là tốt, và chúng ta làm thế nào, đúng không? Chúng ta hỏi han, quan tâm đến từng người. Ví dụ như là con cái ốm đau thì như thế nào, có cần phải hỗ trợ thuốc thang hay vay mượn gì hay không, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải đối xử công bằng với mọi người, đặc biệt là với nhân viên hay cấp dưới hay tuyến dưới của chúng ta. Đấy, chúng ta cũng cần phải luôn cổ vũ, khuyến khích, khen ngợi, động viên và chê bai thì cũng một cách rất là khéo léo đối với nhân viên, và đối với sếp thì cũng cần phải bày tỏ những cái sự nhiệt tình, sự trân trọng trong cái quá trình làm việc, nhưng mà không phải là cái thể hiện cái sự xu nịnh, mà đây là cái sự biết ơn, cái sự gọi là hiếu nghĩa trong cái mối quan hệ rất là tuyệt vời, đúng không? Ngăn chặn những cái hành vi đàm tiếu, chuyện này chuyện kia, người này người kia, không khuyến khích, đúng không? Và phê bình thì cũng phải có kỹ năng. Đấy, nên thân thiện với mọi người, nên giúp đỡ mọi người và nên sẵn sàng làm những cái công việc mà để tạo cái uy tín và cái uy tín về mặt chuyên môn. Đấy, chủ động nhận những cái công việc khó khăn, giúp đỡ khách hàng, kể cả họ chưa có nhu cầu mua sản phẩm thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ, hỗ trợ họ. Đấy, rồi có những cái tiêu chuẩn về giao dịch trong cái quá trình gặp mặt, chào hỏi, bắt tay, duy trì mối quan hệ qua email, qua Facebook, qua Zalo. Đặc biệt là phải biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết giữ mồm, đúng không? Đấy, và ghi nhận cái sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Ví dụ người ta giúp mình thì mình phải cảm ơn người ta, mình phải thừa nhận ở trên mạng xã hội Facebook này kia, mình viết lên. Đấy, rồi mình cũng phải có những cái phong văn hóa ứng xử cho nó rõ ràng. Ví dụ như là những cái tiêu chuẩn
trong lời nói, trong hành vi, trong giao tiếp, trong công việc, rồi đề ra những cái quy trình để hỗ trợ cho mọi người. Thế thì đối với một cái hệ thống bán hàng trực tuyến như vậy, có rất nhiều đại lý, thì chúng ta cũng cần phải xây dựng một cái văn hóa đội nhóm. Chúng ta sẽ đưa ra những điều nên làm và những điều không nên làm, những điều sẽ hỗ trợ nhau và những điều không hỗ trợ được nhau. Và chúng ta nên có những cái thông tin rõ ràng và rành mạch như vậy, để chúng ta cứ thế mà chúng ta áp dụng theo những tiêu chuẩn. Chúng ta cũng đưa ra những cái tuyên bố về giá trị, về lòng tin, về cách ứng xử trong những cái trường hợp đấy xảy ra, rất là tốt, đúng không? Và giao tiếp thì phải dựa trên sự chân thành, chứ không phải là lời nói gió bay rồi nịnh bợ cháo trở này kia. Rồi thông báo một cách rất là minh bạch, rõ ràng, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người thông qua những cái việc trả lời qua comment Facebook, Zalo, rồi Instagram, rồi YouTube hay là website, vân vân. Đấy. Và mình thường xuyên trả lời một cách có hiệu quả, chứ không phải trả lời qua qua, đúng không? Giúp đỡ họ dù không biết họ là ai. Đấy, chào đón họ, hỗ trợ họ và hỗ trợ thật sự để họ thành công. Thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng được một hệ thống rất tốt. Chúng ta sẽ duy trì được mối quan hệ với khách hàng, nâng mối quan hệ khách hàng lên trở thành mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ người thân, tôn trọng sự khác biệt, các cái cá tính riêng, chúng ta đừng có để tâm vào đấy, đúng không? Người ta nói là lời nói thì chẳng mất tiền mua, lựa lời vừa nói cho vừa lòng nhau. Hoặc là nếu không nói được điều gì tốt đẹp thì tốt nhất là im lặng. Thì đấy là cái quan điểm của tôi cũng rất là đồng tình. Thì chúng ta cũng có thể là gia nhập các câu lạc bộ này, đến các chương trình hội thảo này, gia nhập vào các đội nhóm này, tham gia các cái buổi chương trình đào tạo này, đặt những cái câu chuyện, trò chuyện với những chuyện phiếm, chuyện gia đình, những cái chuyện dễ đồng cảm này, đúng không? Đấy, xây dựng các cái mạng lưới của chúng ta, càng ngày chúng ta càng duy trì. Và chúng ta xem là chúng ta thiếu những cái mạng lưới gì. Ví dụ như là chúng ta cần về marketing thì chúng ta hãy xây dựng người có mối quan hệ về marketing. Cần về tài chính thì chúng ta xây dựng mối quan hệ với những người có kinh nghiệm về tài chính. Đấy là cách mà chúng ta sẽ bổ sung các mối quan hệ. Hay cần về luật pháp thì chúng ta sẽ làm việc và có mối quan hệ thân thiết với các luật sư. Đấy. Thế làm nào để có thể xây dựng được cái mối quan hệ như thế nào, đúng không? Thì đầu tiên là mình phải chủ động làm quen. Đấy, chủ động kết bạn, tự giới thiệu mình ở trong các cái buổi gặp, các cái buổi tiệc một cách rất là lịch sự, chuyên nghiệp, đúng không? Mình sẽ phải học cách như vậy. Đấy, tận dụng cơ hội khi bạn được hỏi chuyện, nhưng mà đừng có quá, bởi vì mình lấn sân của người ta quá cũng không phải là thú vị đâu. Người ta lại bảo là tham, người ta lại đệ phòng, đúng không? Đấy, sử dụng tất cả các công cụ mạng xã hội như là Facebook, Zalo, YouTube, Instagram, website cá nhân đều có thể làm được, nhưng mà phải có kênh hỗ trợ. Mà đã nói hỗ trợ là phải hỗ trợ người ta thật. Bảo gửi mail là phải gửi mail thật, chứ không lờ đi, đúng không? Rồi thì chúng ta tham gia vào những cái hội nhân đạo từ thiện cũng rất là tốt, để chúng ta mở rộng thêm những cái mối quan hệ và những người mà có cùng đẳng cấp với chúng ta. Chúng ta mạnh dạn nói lên những suy nghĩ, những quan điểm, và chúng ta bảo vệ cái quan điểm của chúng ta, nhưng không làm tổn thương đến quan hệ và những cái quan điểm của người khác. Đấy. Rồi thì mình cũng phải liên tục mở rộng các mối quan hệ mới bằng cách là lưu số điện thoại, kết bạn Zalo, thường xuyên tương tác với nhau, vào like, vào comment, vào trò chuyện. Và khi họ gặp vấn đề thì chúng ta cần phải biết lắng nghe, biết giữ bí mật và có sự giúp đỡ bằng khả năng, bằng hiểu biết, bằng tài chính, bằng các mối quan hệ khác của mình giúp cho họ. Và quan trọng nhất tôi nghĩ đấy là phải sự chân thành, lợi ích, win-win, thì chúng ta sẽ xây dựng được các mối quan hệ càng ngày càng mở rộng. Và chính những mối quan hệ đấy nó chính là đại lý của chúng ta, nó chính là khách hàng của chúng ta. Khách hàng của chúng ta lại trở thành đại lý của chúng ta lại trở thành đối tác. Cứ liên tục như vậy thì tôi nghĩ rằng việc kinh doanh sẽ trở nên rất thuận lợi. Hoặc là những công việc khác như là đi bệnh viện, hay là ra ngoài đường có gặp những vấn đề gì khó khăn, hay là trong công việc nào đó, thì chúng ta luôn có sự giúp đỡ của những người khác. Tất nhiên xã hội thì cũng không phải hoàn hảo như vậy, không phải là mọi thứ đều tuyệt vời giống như thầy Phan Anh nói. Thế nhưng mà chúng ta cứ tin tưởng, chúng ta cứ chia sẻ, cứ có lòng tốt, không gây hại cho người khác. Và đặc biệt là cũng phải có cái sự bảo vệ của mình, phải có những cái ranh giới. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì bất kỳ ai họ trò chuyện với tôi đều sẵn sàng trò chuyện. Bất kỳ ai xin số điện thoại tôi đều sẵn sàng cho. Rồi thì họ hỏi, họ cần tư vấn trợ giúp tôi đều có thể.
Thế nhưng mà ví dụ như là mình để một cái mối quan hệ sâu sắc hơn, để một cái mà có thể là chia sẻ với nhau ruột gan hơn thì phải cần có thời gian, cần phải có sự kiểm chứng, cần phải hiểu biết một chút đấy, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái nguy cơ. Và đặc biệt là trong những cái việc kinh doanh thì chúng ta phải có nguyên tắc, đúng không? Ví dụ như là mình không biết người ta là ai, mình đã đưa tiền cho người ta thế thì và mình sợ mất tiền thì mình đừng có đưa. Nếu mà mình đưa mà mình không sợ mất tiền thì hãy đưa. Đấy, bởi vì trong các mối quan hệ chúng ta sẽ thấy rằng là ân hận nhất là việc là mình giúp một người mà không đáng giúp, đúng không ạ? Mình gặp phải những người mà ăn cháo đá bát, mình cảm thấy điều đấy rất là cay đắng. Thế thì mình phải tính hết cả những chuyện đấy rồi mình mới xác định. Còn đối với việc phát triển mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ thì chúng ta lúc nào phải làm. Một tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng thì mình phải gọi điện, gửi email, nhắn tin hay là chat hay like hay inbox vân vân, để xem hỏi thăm họ những câu chuyện. Bây giờ có rất nhiều cách để làm, hoặc là thời điểm sinh nhật của họ cũng vào trò chuyện hay là xuất hiện, hoặc là lúc họ khó khăn, họ ốm đau bệnh tật mình có thể đến, mặc dù mối quan hệ của mình cũng không phải là quá thân thiết. Hoặc là thấy họ khó khăn mình chủ động đề nghị giúp đỡ cho họ, đấy cũng là điều rất là tuyệt vời, điều nên làm, đấy là điều tốt đẹp, nhà Phật cũng dạy, rồi thì Tây cũng dạy và tôi cũng dạy, thì các bạn cứ làm thôi nha. Rồi tôi hy vọng là các bạn sẽ xây dựng cho mình một cái mối quan hệ tuyệt vời về mặt số lượng và tuyệt vời về mặt chất lượng. Tôi tin rằng với những mối quan hệ chất lượng như vậy thì tôi không nghĩ rằng các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kinh doanh và các bạn khó khăn trong cuộc sống đâu, mà các bạn sẽ kinh doanh sẽ rất là thuận lợi và cuộc sống sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn và chất lượng sống cũng tuyệt vời hơn. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Cảm ơn. Bye bye.